Giới thiệu tất cả các bác màn hình OLED xe dành cho xe Toyota Fortuner. Đây là mặt dưỡng của xe Fortuner bản điều hòa cơ nhé, được làm bằng nhựa ABS sáng bóng rất đẹp này. Đây là rắc nguồn zin của xe Fortuner. Các bác mua sản phẩm bên em về chỉ việc thì đã có rắc nguồn zin rồi, các bác chỉ việc cắm là lên thôi, không cần phải đấu nối gì cả nhé nhé. Và bên em hỗ trợ lắp đặt từ xa cho các bác nào nếu có vấn đề thắc mắc thì cứ gọi cho bên em để bên em hỗ trợ lắp đặt nhé. Còn đây là màn hình. Màn hình có kích thước là 9 inch, bộ nhớ là 2GB RAM 32GB, được tích hợp tất cả các phần mềm cần thiết dành cho anh em lái xe như là Vietmap này, Navitel này, YouTube này, Google này. Và sản phẩm bên em thì được bảo hành 18 tháng và một đổi một trong vòng 12 tháng nhé các bác nhé.